Hey everybody, welcome back to my channel, and today we are going to study 6 more words pertaining to marriage. Those 6 words are really important, I think, so please watch this video carefully. Let's start. So today, nè tụi ông nè, chính thay nè, chúng mình riêng biết tiệt tôn nè ngập bì bì bì, chúng mình phải mỗi biết tiệt bà. Khi ông kịch hà biết tiệt ông nè, cứ việc khăn. Bà xem khăn chẳng là bọn ôn nè sắc xá ai mới đầu dịch cho tốt đã hơi nâng bà ái cứ ai cọp trồn dự phê gây bỏ bà chẳng dừng là nâng chập đám tiện thằng phần mối nó mình đầy khai. Ok, ta start. When someone has a sexual relationship or married with only one other person at a time, chẳng bị ní chỉ phải sai khám ác cứ ai cập bọn ai cập bọn rưu có đại miên và đầy mũi rưu có bọn bọn mũi. Ok, ta phải sao anh lý cái thả mạch. Ok, ta go nè, cứ biết nhé. How this word is pronounced? Monogamy. Ok, chẳng biết nếp ở trên xâm lệnh chẳng nát cứ miền mô nô gà mì miền bốn phiền, nát bốn phiền chẳng dừng stress lớp phiền thì bí cứ nọ chẳng dừng bình trên xâm lệnh mô gà mì mô gà mì. Ok, next word, someone who has only one wife or husband. Bà đi thân nhận nâng nông bộ phòng cho bạp khẳng lơ mình nâng. Bà nhận nâng bộ phòng cho bạp khẳng lơ mình nâng cứ bộ phòng cho bạp ai cập phòng nâng. Nhận nóng thì hai thật ấy. Rồi cả bộ cơ đàn miên là đầy mùi, rồi cả bộ phòng đầy mùi. Kể bây giờ anh lấy cái thằng mạch. Chẳng vì ai bùm lành trên bộ phòng này mà nè. Anh ấy cứ chi bộ phòng nâng. Hay là anh ấy cứ chi một nô. Mấy cái nông này. Kể. Chẳng vì nó cứ mau bị khẳng lơ nông đá. Monogamous. Ok, chẳng stress nó được chuyện tìm bị đại. Ok, và nó nhận đảm mình vào đây được gặp rộp bồn tại môi. Ok, ta thật nhiên. The fact or custom of being married to more than one person at the same time. Ok, the fact or custom of being married to more than one person at the same time. Ok, cái hai thà khám ái cái thà bẻ hụ bọn thập hiệp. Bẻ hụ bọn thập hiệp. Chẳng bà này thà bà bọn ní, cứ gặp bà bây ní ní. Cứ chìa bà bây ní, đại ai ai mà nô. Bà rốc rì bà nô sợi nâng miền xoà mây rưu gò bà đầy nâng. Bà bôn nâng tràn trên mùi bà. Dô bà bôn bì bàn, rưu gò ai dô xoà mây bì bàn. Chẳng bị nâng cái thà mạch. Okay, là dùng người tự ọc nhé. Polygamy. Trong miền phẩm mạng chiếc. Polygamy. There are 4 syllables. And the stress fall on the second syllable. Trong miền chiếc 4 chiếc. Hay stress nó là chiếc tí. P. Cứ ly. Trong dương phẩm chân dùm lấy. Polygamy. Ok. Cứ bẻ hụ bọn thập hiệp. Và chỉ chắc bác rồi có chỉ bảo vệ ní để ai áo ý mà nông dưỡng dọc bảo bốn rồi có bảo đầy bán tràng. Khi bị mùi tiết, one who has more than one wife or husband. One who has more than one wife or husband. Khi nạp miền bảo đầy rồi có bảo bốn tràng. Bạn ấy thăm một nút nâng bảo bọn khẳng lơ mình thằng ấy cứ nâng bảo bọn polygamy. Chẳng biện nó cứ nâng bầm lành đi khẳng lơ nâng bảo một tiết nè. Cứ polygamous. Ok, bạn buồn biện nè, sao bị biện tiết. A system in which a man has more than one wife at a time. A system in which a man has more than one wife at a time. Chẳng chỉ bà bọn mới để ai ở bộ rõ dục bà bọn bàn lớp bì mùi dục bọn bì, bọn bây chẳng thân. Phía xa khá mấy cái hai bẹo hụt bọn thập hiệp.
tại bọn này sẽ sớm hẹp tệ bỏ rõ mình là khăn lớn ấy, nè polygamy yeah, polygamy tệ hụt bọn tập hiệp đá tả nó đang xây tiền bỏ tệ khăn bọn càng gồm ấy cứ sớm hẹp tệ bọn nó bỏ bạn ạ dô bạn tại bọn nó sẽ ọt ạ miền xoa mấy bì bà này mình chẳng là nếm đăng nơi bật tệ nà đấy nà kể bọn bọn ạ chịp mơ sài trừ mơ bật tệ nà miền bà bọn nà nụt phó hiệu bộ phần phí bán hay nó xảy ọt. Ok, so the word is polygyny. 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 Ok. Ok, chẳng biện này mình bởi mặt chiếng polygyny. Four syllable and stress fall on the second. Chẳng stress viên nơi lơ chiếng tí bì cứ lì. Chẳng dừng bởi chân xâm lấy nơi khlang dừng kê vèn dừng kê màu. Polygyny, polygyny, polygyny. Okay. Okay, last word. A system in which a woman has more than one husband at a time. Chẳng hạn đi, bà bọn đi bị chạy bị lỡ mình, càng lỡ hỏi bà rõ. Miền bà bọn bị bán, càng đi ai nửa đi, miền bà bọn, miền xóa mấy bị bán mình. Ok, chạy nè. Chúng chưa thật bỏ bỏ cho chạy bà bọn đi nè. Ok, đó, ta sẽ giấy cho chạy. Lấy dính. Bị nó ấy ghê kể biển thì mình stress pi nè stress pi cái lấy hay mình làm chuyện polyandry mình four syllable nè mình bốn chuyện đấy tại stress vì mình pi cái hai primary stress hay mình secondary stress stress càng lớn thì càng hay stress nó chuyện mối tiếp chuyện thì bay cái end ok stress mối đất tại vì tệ tệ chẳng những phải chuyện sẽ lấy được biển này nè polyandry 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 chẳng cứ stress từ lời poly hay nên and yeah, polyandry chẳng phải bọn này cứ kể hai bệ hụt bọn tập hiệp đấy bọn đấy sẽ mẹp nơi đi okay. So for today we study these six words and let me pronounce those words again for you the first one monogamy monogamous polygamy polygyny polyandry okay so I think those words are important so you may have to take note and if you have any question please ping me a comment and don't forget to like share and subscribe the channel if you wish to get more video thank you very much for watching and see you in the next video goodbye